Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là chiếc máy quay hiện đại nhất của chúng tôi. Ngon không? Ngon bao nhiêu không? Ngon hơn. Ô, cười đi. Thế cả những cái lông của quay. Còn đây là cô gái lịch sử của chúng ta. Ngồi cùng cô ấy thì chúng ta có thể nghe được tất cả những chuyện từ xưa xa xưa cổ đại cho đến bây giờ. Em ơi cho anh cái gì? Indonesia. Đúng rồi. Đại sứ quán này. Đây chính là đường Ngô Quyền. Em có biết gì về lịch sử của Ngô Quyền không? Ngô Quyền quê ở đâu? Sao Ngô Quyền ở sân Tây ở đường Lâm nhá. Thế á? Ừ. Đấy, thấy chưa? Kinh chưa? Kinh chưa? Học kinh tế và lịch sử. Kinh chưa? Người đang người quay phim đang tự sướng với bản thân. Đây gọi là người quay phim tài năng của chúng ta. Hát một bài đi. Này, lời nguyền đèn đỏ à? Đoạn này mình rẽ được rồi. Vua Hàm Long là ai đó? Hàm Long là ai? Hàm Long vua. Ông vua cuối cùng. Ở triều nhà mình đấy. Bảo Đại. Bảo Đại à? Bảo Đại. Hàm Long là có cái chiếu không nhỉ? À đây à. Kinh chưa. Đừng nói. Anh định chứng cô đơn vì là. Anh không muốn ra, anh không muốn. Nói thật đi, đây là lần thứ mấy em đi vượt đêm? Tức là có xe máy. Thế á? À, chính vụ lừa đảo là... Ê, cái ô tô đằng sau. Ui, có một đôi đằng sau.